Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có được phước khi chúng ta thờ phượng Chúa sáng nay không quý vị? Ai trong chúng ta cảm thấy mình được phước sáng nay xin tên lên nào? Chúng ta có thấy có sự khác biệt giữa chúng ta nhóm ở đây với nhóm ở nhà không quý vị? Có không quý vị? Nó khác biệt ở nào, chỗ nào quý vị? Tôi xin lỗi những người đang nhóm ở nhà. Khác biệt chỗ nào quý vị? Dạ, chúng ta không có được tương tác với nhau, không phải ở đây chúng ta tương tác với nhau có gì nữa không ạ? Sống động. Dạ, tôi rất thích cái từ đó, rất là sống động. Ở những người ở Zoom ơi, rất là sống động khi ở đây đó. Tôi rất là mong quý vị sẽ có mặt với chúng tôi ở tại đây, bởi vì ở đây chúng ta được tương tác với nhau, ở đây chúng ta cảm thấy sống động. Và điểm đặc biệt nữa là ở tại khi chúng ta nhóm chung với nhau, chúng ta sẽ cảm nhận sự hiện diện Chúa ở tại đây. Chúng ta có đồng ý không ạ? Dạ, ai đồng ý xin giơ tay lên ạ. Dạ, chúng ta đứng lên và vỗ tay một lần nữa, cảm ơn Chúa. Hãy nói người bên phải quay đi, tuần sau tôi sẽ dẫn người khác tới đây đó. Vì ở đây sống động, ở đây rất là sống động. Dạ, cảm ơn quý vị, mời chúng ta an toàn. Dạ, sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị học một đoạn kinh thánh mà tôi đã được dạy dỗ khi trong thời giờ tĩnh nguyện cá nhân với Chúa, trong những lúc mà tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và cảm thấy tinh thần mình rất là xuống dốc sau những cái sự cố đã xảy ra trong gia đình của chúng tôi. Thì cảm ơn Chúa, lời Chúa đã đến với tôi khi tôi suy gẫm. Và tôi tin rằng không phải chỉ cho tôi thôi, mà cho tất cả ông bà chị em trong buổi sáng hôm nay nữa. Chúng ta cùng mở ra ở trong Phục Truyền đoạn 1 từ câu 1 đến câu thứ 8. Phục Truyền đoạn 1 từ câu 1 đến câu thứ 8. Chúng ta sẽ cùng tập trung với nhau đoạn kinh thánh này. Chúng ta khởi sự. Đây là những lời Môi-se nói với toàn dân Israel trong quan mạc phía đông sông Giô-đan, tức là trong cao nguyên đối diện với Sufơ giữa Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-xê-rốt và Đi-sa-háp. Từ núi Hô-rép đến Ca-đê-bê-nê-a bằng đường núi Sê-rơ phải mất 11 ngày đường. Vào ngày 1 tháng 11 năm thứ 40, Môi-se nói với dân Israel tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va đã bảo ông phải truyền đạt cho họ. Việc này xảy ra sau khi ông đánh bại Si-hôn, vua dân Amorit tại Hét-bôn và Ốc, vua Ba-san tại Át-ta-rốt và Ê-rê-i. Tại phía đông sông Giô-đanh trong đất Mô-áp, Môi-se bắt đầu giảng dạy luật pháp. Ông nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán với chúng ta tại Hô-rép rằng các ngươi ở trong núi này đã khá lâu. Bây giờ hãy quay hướng và tiếp tục hành trình tiến vào vùng đồi núi dân Amorit và các miền lân cận, tức là vào vùng Arapa, vùng đồi núi, vùng Sơ-vê-la, vùng Nê-rép và vùng duyên hải, tiến đến đất dân Canaan và Li-ban, đến tận sông lớn, tức là sông Ơ-phơ-rát. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào chiếm hữu xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob và con cháu của họ. Dạ, xin cảm ơn Hội Thánh. Dạ, đây là đoạn kinh thánh mà tôi được nhắc nhở khi tôi suy gẫm lời của Chúa. Đây cũng là lời mà Chúa đã phán bảo với dân Israel qua Môi-se sau 40 năm bị mắc kẹt ở trong đồng vắng. Sau 40 năm lòng vòng ở trong đồng vắng, thì đây là cái bài giảng đầu tiên mà Môi-se đã giảng dạy cho dân Israel. Ông đã nói gì? Ở trong câu thứ 6, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán với chúng ta tại Hô-rép rằng các ngươi ở trong núi này khá lâu. Bây giờ hãy quay hướng và tiếp tục hành trình tiến vào vùng đồi núi dân Amorit và các miền lân cận, tức là vùng Arapa, vùng đồi núi, vùng Sơ-phê-la, vùng Nê-ghép, vùng duyên hải, tiến đến đất dân Canaan và Li-ban, đến tận sông lớn, tức là sông Ơ-phơ-rát. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào chiếm xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob và con cháu của họ. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em trong buổi sáng hôm nay đó là: đủ rồi, thời gian ở trong núi. Xin nói theo tôi ạ, đủ rồi, thời gian ở trong núi. Câu mà Chúa nói với lại Môi-se và nói với dân sự đó là: các ngươi ở trong núi đã khá lâu rồi. Tôi muốn sửa lại cái từ đó là, dường như chúng nó là đủ rồi các con, thời gian ở trong núi quá lâu rồi. Nếu mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy tại sao Chúa nói câu này. Ngày mùng 1 tháng 10 năm thứ 40, có nghĩa là 40 năm khi dân sinh ra khỏi xứ Ai Cập. Đây là năm thứ 40. Họ đã lòng vòng ở trong đồng vắng 40 năm, ở trong núi 40 năm, họ không thoát ra được. Thay vì chỉ có 40 ngày thôi
thì dân Israel đã phải ở trong đồng vắng 40 năm. Họ không ra khỏi được những cái núi này. Họ mới mắc kẹt ở trong cái núi này. Và đã đến lúc Chúa nói rằng đủ rồi, thời gian ở trong núi. Đủ rồi, thời gian ở trong núi. Các ngươi ở trong núi này khá lâu rồi. Thay vì có 40 ngày thôi mà bây giờ là 40 năm rồi, năm thứ 40 rồi các con ơi. Và khi tôi đọc đoạn kinh thánh này, câu kinh thánh này, tôi được nhắc nhở. Wow. Có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng đã mắc kẹt ở trong núi khá lâu rồi. Và tôi tin rằng đấy cũng là điều mà Chúa nhắc nhở cho tất cả quý vị là người ngồi đây và những người đang nghe lời của Chúa ở trong màn hình. Có những người đã mắc kẹt ở trong núi khá lâu rồi. Đã đến lúc chúng ta ra khỏi núi rồi quý vị. Có lẽ quý vị nói, mục sư ơi, tôi đâu ở trong núi đâu. Chúng ta đã nghe những sứ điệp gần đây. Năm mới, khởi đầu mới. Một bắt đầu mới, một khởi đầu mới. Nhưng mà cái khởi đầu mới của chúng ta sẽ bắt đầu khi nào? Có nhiều người chuẩn bị, tôi sẽ có một khởi đầu mới. Tôi có sẽ một cuộc sống mới. Sau những ngày giãn cách, sau những ngày bị cách ly, tôi sẽ làm cái mới. Nhưng mà quý vị ơi, có nhiều người suy nghĩ như vậy nhưng mà không làm được. Bởi vì chúng ta còn mắc kẹt ở trong núi. Chúng ta đã ở trong núi khá lâu rồi. Và trong núi đó là gì? Và tôi được nhắc nhở cái điều đầu tiên mà chúng ta bị mắc kẹt, đó là chúng ta mắc kẹt ở trong suy nghĩ của mình. Trong những ngày Tết và trong những ngày sau Tết, tôi được nghe rất là nhiều những cái sự nhắn tin, những lời nhắn tin và những cú điện thoại. Và tôi rất là cảm thấy rất là buồn. Bởi vì có nhiều người đã bước vào năm 2022 rồi, đã bước vào trong một chặng đường mới rồi, nhưng mà họ vẫn không chấp nhận rằng đó là sự thật. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tôi không đồng ý cho chuyện đó. Và tôi đã cố gắng giải thích để nói, quá khứ đã là quá khứ rồi, hôm qua đã qua rồi, nhưng tại sao cứ ở trong cái sự mắc kẹt điều đó vậy? Phải quý vị, tôi thấy có nhiều người mắc kẹt ở trong cái suy nghĩ của mình, mắc kẹt ở trong tư duy của mình. Tôi thất bại, tôi không làm được, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà tôi sao không làm được gì cả. Và chúng ta bị mắc kẹt ở trong cái suy nghĩ là tôi không làm được. Có thể chúng ta thất bại trong quá khứ, trong năm rồi, nhưng mà không có nghĩa là tương lai chúng ta bị thất bại. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Có lẽ là năm 2021 chúng ta có sai sót, nhưng không có nghĩa là 2022 chúng ta lại tiếp tục sai sót. Có thể là có những điều chúng ta không làm được, nhưng không có nghĩa là suốt cuộc đời chúng ta không làm được gì cả. Đừng để bị mắc kẹt ở trong cái suy nghĩ, trong cái lối nghĩ tư duy của mình quý vị. Tôi được nghe câu chuyện giữa một người Thụy Sĩ và một người Việt Nam. Và ban đầu khi tôi nghe tôi cảm thấy sốc lắm quý vị. Nhưng sau đó tôi thấy nó thấm thía, rất là thấm thía. Có một người Thụy Sĩ nói người Việt Nam rằng có cái gì sai sai đó. Khi mà Việt Nam đề nghị sự giúp đỡ từ Thụy Sĩ, một đất nước hơn 100 triệu dân, còn đất nước của chúng tôi chỉ có 8 triệu dân thôi. Đất nước của bạn thì rừng vàng biển bạc, nông sản của các bạn nước thứ nhì thế giới, lúa, gạo, cà phê, và chưa kể là khoáng sản nữa, các bạn có rất là nhiều. Và với số lượng dân thì hơn gấp chúng tôi gấp 10 lần. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại đi nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài? Ở Thụy Sĩ chúng tôi có 8 triệu dân thôi, chúng tôi không có giống như các bạn. Nhưng mà các bạn để ý nhìn thêm thôi, Thụy Sĩ là một trong những nước hàng đầu của thế giới và rất là uy tín. Thứ nhất đó là đồng hồ Thụy Sĩ. Chúng tôi không có rừng vàng miếng bạc, chúng tôi không có nông sản, chúng tôi không có khoáng sản, nhưng mà chúng tôi có một cái độ uy tín cao nhất. Khi ai sở hữu đồng hồ Thụy Sĩ thì họ sẽ thấy wow, đây là đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới. Đúng không quý vị? Khi tôi qua Thụy Sĩ giảng ở tại đó thì có người nói tôi, mục sư có biết không, có những cái đồng hồ 500 ngàn đô la. Tôi nói wow, dữ vậy. Mục sư, 500 ngàn không là gì hết, có đồng hồ 1 triệu đô, họ đặt hàng 6 tháng mới có. Bởi vì ở trên đó là những cái kim cương của những đại gia từ những xứ Ả Rập. Vẫn là nổi tiếng nhất thế giới về đồng hồ Thụy Sĩ. Ai sở hữu được đồng hồ Thụy Sĩ, người đó là người biết chơi đồng hồ. Rồi gì nữa, ngân hàng Thụy Sĩ là một trong ngân hàng uy tín nhất thế giới, hàng đầu của thế giới. Và nhiều nhiều quốc gia, nhiều những nhà tài phiệt, họ gửi tiền vào đó mà không hề sợ hãi. Vì sao vậy? Khác biệt của chúng tôi và các bạn là gì vậy? Khi mà chúng ta chỉ có 1,5 kg bộ óc giống như nhau,
Mỗi người chúng ta sở hữu một cái rưỡi bộ óc mà tạo hóa ra cho. Wow, tôi nghe câu chuyện đó thấy wow, hết sức là thấm thía. Khác biệt nhau là gì vậy? Là ở tại tư duy của chúng ta. Khác biệt ở nhau là gì? Ở chỗ suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta mang tư tưởng là làm chơi ăn thiệt, nhưng mà thụy sĩ không có nghĩ như vậy. Thụy sĩ họ nghĩ là họ làm thiệt ăn thiệt, làm sao để có uy tín, và chính cái uy tín đó kéo khách hàng đến với mình. Quý vị đồng ý với tôi không ạ? Đôi khi chúng ta cứ đổ thừa là tôi không có tiền, tôi nghèo, tôi không có trình độ, vân vân. Mà chúng ta đã từ chối cái sự chúc phước của Chúa cho chính cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta không tạo uy tín cho cuộc đời của mình. Chúng ta không có tạo cái thương hiệu cho chính cuộc đời của mình. Thụy Sĩ họ đã làm nên lịch sử là bởi vì họ đã tạo uy tín của họ. Tôi nghe một tín đồ, khi mà tôi giảng ở tại đó thì anh đó nói tôi là, một sư có biết không, họ làm một cái cầu, kiến trúc sư đã là vẽ xong hết rồi, và ai trúng thầu thì người đó phải để tiền vào trong ngân hàng và bảo lãnh là cái cầu đó được bảo hành 100 năm. Cho nên cây cầu nào của người thụy sĩ cũng là cây cầu chắc chắn, bởi vì 80 năm mà nó có vấn đề thì tiền đó trả cho nó. Cho nên mọi cái của người ta làm đều là uy tín và uy tín. Cái khác biệt đó là uy tín. Tôi mong rằng tại đây chúng ta hiểu được vì sao chúng ta bị mắc kẹt. Chúng ta cứ ngồi đổi thừa, chúng ta cứ ngồi cứ nói là chúng ta không có gì, không có gì. Thật sự chúng ta có, mà chúng ta đã không sử dụng. Dân Israel không phải bị mắc kẹt bởi những cái núi ở bên ngoài thôi, nhưng họ đã mắc kẹt ở trong cái tư duy của họ. Chúng ta thấy mỗi lần khi đối diện với những khó khăn, những nan đề, thì dân Israel đã nói gì quý vị? Họ đầu quay trở về Ai Cập. Chúa cứu họ ra khỏi Ai Cập rồi, nhưng mà khi đối diện với những gã khổng lồ, khi đối diện với những thách thức, đối diện với những khó khăn, thì trong tâm trí của họ nghĩ gì? Thôi trở về Ai Cập, thà làm nô lệ ở đó còn sướng hơn ở đây. Chúng ta thấy không ạ? Cái suy nghĩ là thà làm nô lệ, thà phục dịch, thà bị người ta đánh đòn còn hơn là ở trong chỗ này. Chúa cứu họ cái xác ra khỏi Ai Cập rồi, nhưng mà tâm trí của họ vẫn ở Ai Cập. Cho nên đụng chuyện là thôi làm công ăn lương được rồi, thôi kệ đó người ta nói gì nói, mình sống gì được rồi, thôi cứ vậy được rồi. Và cuối cùng chúng ta chỉ là người làm công chứ không thể làm chủ. Tha phục dịch, tha làm nô lệ, mang tâm trí nghèo, mang tâm trí nhỏ thì không thể làm việc lớn được. Nếu bạn cứ nghĩ bạn nhỏ thì bạn ơi, bạn sẽ không làm bao giờ làm việc lớn được. Nếu bạn cứ nghĩ bạn nghèo thì bạn sẽ không bao giờ giàu được. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Ở tại chỗ này, mắc kẹt ở tại chỗ này, tôi không làm được, tôi nhỏ bé, tôi tầm thường, tôi không làm được. Và cuối cùng chẳng có gì mới, mặc dù năm mới đã tới, mặc dù có biết bao nhiêu quyết tâm, bởi vì cái kẹt ở trong tư duy. Bạn là người thế nào do bạn suy nghĩ. Hắn chính là những gì hắn suy nghĩ. Cho nên buổi sáng nay tôi ao ước rằng lời của Chúa giúp đỡ cho quý vị. Nếu ai trong chúng ta những ngày qua đang mắc kẹt với những tư duy này, thì quý vị ơi, đã đến lúc chúng ta ra khỏi núi. Amen. Đã đến lúc chúng ta thoát ra khỏi cái tư duy nghèo nàn, cái tư duy của lối mòn, cái tư duy không làm được. Tôi rất thích câu chuyện của Thomas Edison, rất là hài hước. Khi mà cái xưởng của ông bị cháy, thì ông đã kêu con trai ông tới, ông nói: con trai, nói mẹ con ra đi, bởi vì mình sẽ không bao giờ nhìn thấy đám cháy lần nữa đâu. Nguyên cái xưởng của ông, cái nơi làm thí nghiệm của ông bị cháy hết luôn, có nghĩa là phá sản. Nhưng mà Thomas Edison đã nhìn cái đám cháy đó, đó là một điều bình thường. Và cuối cùng chúng ta biết rằng Thomas Edison đã làm lại tất cả và làm lớn hơn nữa. Quý vị, nan đề là chuyện bình thường. Quý vị amen không ạ? Khó khăn là chuyện bình thường. Gã khổng lồ là chuyện bình thường. Đó là những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhìn nó như thế nào? Chúng ta suy nghĩ nó như thế nào? Và chúng ta sẽ cách giải quyết như thế nào? Tôi mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tôi và quý vị. Nếu ai trong chúng ta đang bị mắc kẹt ở trong cái núi này, thì quý vị ơi, đã đến lúc chúng ta ra khỏi núi. Đủ rồi, thời gian ở trong núi. Điểm thứ hai mà tôi thấy có nhiều người bị mắc kẹt ở trong cái núi này, đó là những nỗi đau ở trong quá khứ.
Chúng ta cứ lẩn quẩn ở trong nỗi đau của quá khứ. Tôi biết có nhiều người trong chúng ta bị tổn thương ở trong quá khứ. Tôi biết có nhiều người trong chúng ta bị thất bại trong quá khứ. Chúng ta bị sỉ nhục ở trong quá khứ. Vâng, ai trong chúng ta cũng có lần đã ở trong tình trạng đó. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta đừng cứ gặm nhấm những quá khứ, những nỗi đau đó nữa. Chúng ta đừng có tô đi, tô lại, tôi thất bại, tôi bị tổn thương, tôi bị sỉ nhục, tôi bị xem thường. Chẳng giúp ích gì cho chúng ta được. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Đừng có nguyền rủa bóng đêm nữa. Hãy thắp sáng lên một ngọn lửa đi. Các bạn trẻ ơi, đừng nguyền rủa bóng đêm nữa. Đừng có đổ thừa cho cha mẹ nữa. Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh nữa. Đừng có đổ thừa cho thầy cô nữa. Mà hãy xem là chính mình. Hãy tha thứ cho bản thân của mình để đứng dậy. Ai cũng có những sai lầm hết. Ai cũng có lần thất bại hết á. Nhưng mà đừng cứ tô đi, tô lại. Chúng ta không sống qua quá khứ, nhưng mà chúng ta sống hiện tại và tương lai. Tương lai đang ở phía trước, tương lai không ở phía sau. Chúng ta cứ để nỗi đau trong quá khứ, nó sẽ đánh mất tương lai của chúng ta. Các bạn trẻ, một lần nữa tôi muốn dùng lời này để nhắc nhở tất cả các anh chị em. Hãy đứng dậy, hãy ra khỏi cái núi của sự đau đớn này. Hãy mạnh dạn để làm lại. Hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình, và hãy tha thứ cho chính mình. Qua rồi những thời gian của sự thất bại đó. Có nhiều người nhắn tin, tại sao như vậy mục sư, tại sao như vậy mục sư? Tôi nói xong rồi, quá khứ xong rồi. Con ơi, quá khứ xong rồi, đừng nhắc nữa. Không giải quyết được gì hết. Hãy đốt đốt lên, hãy làm một ngọn lửa mới cho chính cuộc đời của mình. Chúa vẫn là Chúa của cơ hội cho chúng ta. Và điểm thứ ba là có những người đã ở trong online quá lâu rồi. Tôi xin lỗi những người ở trên online. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Zoom, chúng ta có online. Rất là tốt phải không ạ? Giữ chúng ta ở trong cái sự thờ phượng Chúa trong suốt thời gian đại dịch, trong suốt thời gian bị giãn cách. Và rất là tiện lợi đúng không quý vị? Chỉ cần mặc trang phục xong là chúng ta chỉ cần hai nốt nhạc là chúng ta có thể bước vào trong Zoom để thờ phượng Chúa. Rất là tuyệt vời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì công nghệ mỗi ngày mỗi tốt hơn. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Dạ, hãy cùng vỗ tay cảm ơn Chúa vì công nghệ của chúng ta đang có. Đỡ mất nhiều thời gian lắm đúng không ạ? Chạy đến nhà thờ 30 phút lận, chạy về 30 phút tốn tiếng, ở nhà là xong rồi. Rất là nhanh, nhanh gọn lẹ luôn. Nhưng mà thưa quý vị, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Nếu chúng ta cứ ở nó ở trong quá lâu rồi thì cẩn thận, nó sẽ làm cho chúng ta trở nên gì ạ? Dạ, trầm cảm. Bởi sao? Tôi với máy với tôi thôi. Đúng không ạ? Chỉ có máy với ta, ta với máy thôi. Và có nhiều người đã rơi vào trầm cảm. Có nhiều người đã nói, không cần mối quan hệ với ai nữa, tôi với máy là được rồi. Không phải, Chúa tạo nên chúng ta không phải để làm gì đó. Đó chỉ là phương án B thôi. Phương án chính vẫn là chúng ta tương tác với nhau. Phương án chính vẫn là chúng ta gặp với nhau, được bắt tay với nhau, được ôm nhau, và được chúc mừng nhau. Chúng ta được đã vượt qua khỏi đại dịch rồi. Amen. Hallelujah. Chúng ta ăn mừng bởi vì chúng ta đã vượt qua đại dịch rồi. Có mặt ở tại đây đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Có nhiều người nằm xuống nhưng mà chúng ta vẫn sống để chúng ta thờ phượng Chúa. Cho nên tôi khích lệ thách thức quý vị, hãy ra khỏi online, hãy ra khỏi cái Zoom và mạnh dạn bước vào trong sự thờ phượng Chúa chung với anh em của chúng ta. Chúng ta sẽ nhiều điều thú vị lắm. Tôi cảm thấy sống lại mỗi lần tôi đến đây quý vị. Linh hồn của tôi cảm thấy rất là mạnh mẽ khi mà được ban thờ phượng giúp đỡ chúng ta trong sự thờ phượng. Các bạn thờ phượng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta hãy vỗ tay cảm ơn họ quý vị. Đủ rồi, thời gian ở online, hãy mạnh dạn bước ra khỏi phòng Zoom để đến nơi để chúng ta thờ phượng Chúa. Và có nhiều người tôi thấy là ở trong núi quá lâu bởi vì những rắc rối trong cuộc đời. Có nhiều cái rắc rối trong cuộc đời mà chúng ta cứ để cho nó là cái dòng xoáy mạnh chúng ta. Quý vị, tôi biết có những cái quá khứ mà chúng ta không giải quyết được, nhưng quý vị ơi, đã đến lúc chúng ta phải từ chối nó. Cố chấp để được làm gì? Cố chấp để làm gì? Khi mà người ta lên xe qua rồi. Đúng không ạ? Bây giờ mình làm gì? Mình cũng tìm xe qua mình lên đi. Đó là cách để chúng ta giải quyết. Quý vị amen không ạ? Chứ chúng ta đâu có lôi họ ra khỏi xe qua được đâu. Không, phần chúng ta là tìm người để chúng ta lên xe qua và báo với một số mấy con sẽ đám cưới. Đừng cố chấp nữa, đừng giữ cái nỗi đau đó trong mình nữa. Đủ rồi, thời gian ở trong núi,
ở trong nước khá lâu rồi quý vị, thoát ra đi. Delete nó đi quý vị, để làm một cái điều mới. Đủ rồi, thời gian làm em bé. Tôi nghe có một người amen à. Đã lúc chúng ta trưởng thành rồi, không còn người ta chăm sóc nữa, đã lúc chúng ta phải chăm sóc người khác. Đã lúc chúng ta sẽ là cha mẹ thuộc linh. Amen. Đã lúc chúng ta sẽ là tổ trưởng của tế bào. Bao nhiêu năm theo Chúa rồi, cứ lòng vòng con đỏ hoài. Đủ rồi, thời gian của sự than khóc. Hãy để cho Chúa cởi áo tang của chúng ta đi quý vị. Ngài muốn thắt lưng chúng ta bằng sự vui mừng. Phải, chúng ta sẽ đối diện với thời gian của khóc lóc, nhưng mà nó chỉ đến trọ ban đêm thôi. Kinh Thánh nói rõ ràng là sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm, nó không có định cư lâu đâu, tạm trú thôi. Ngưng ngay đi quý vị, đã đến lúc chúng ta dừng lại cái sự than thân trách phận đi, đã đến lúc chúng ta dừng lại cái sự mặc cảm tự ti đi, đã đến lúc chúng ta dừng lại cái sự yếu đuối của mình đi, đổ thừa cho hoàn cảnh đi, đã đến lúc chúng ta đứng dậy. Chúng ta amen không ạ? Đã đến lúc chúng ta đứng dậy ra khỏi núi quý vị. Hãy dỗ dai mình phải quý đi, hãy ra khỏi núi, đừng ở trong núi nữa. Tất cả chúng ta đều mong đợi điều mới sẽ đến với đời sống của mình, với gia đình của mình, với sự nghiệp của mình. Nhưng nếu chúng ta không thay đổi, không ra khỏi cái núi của trong quá khứ, ở trong suy nghĩ của mình, thì quý vị ơi, sẽ không có gì xảy ra đâu. Bạn đừng trông mơ trong đời kết quả mới khi mà bạn vẫn làm theo phương cách cũ, vẫn suy nghĩ theo cách cũ, vẫn làm theo cách cũ. Thì tôi xin chia buồn quý vị, cuối năm vẫn là u như kỹ, không có gì thay đổi hết. Cho nên lời Chúa nhắc nhở chúng ta là đủ rồi, thời gian ở trong núi đã đủ rồi. Đủ rồi, ai cảm thấy đủ rồi giơ tay lên nào. Tôi ước mong rằng tất cả quý vị sẽ thấy đủ rồi, đã đến lúc chúng ta đứng dậy làm lại một điều mới, để Chúa làm mới lại trong tâm linh của chúng ta. Chúa làm mới lại cho chúng ta. Chúng ta cần có một cái bước khởi đầu là đi ra khỏi núi, ra khỏi suy nghĩ của quá khứ, để rồi bước thứ hai Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ ở trong cái chỗ đó thì sẽ không có điều gì thay đổi đâu quý vị. Cứ suy nghĩ cách đó, cứ buồn theo cách đó, cứ gặm nhấm theo cách đó thì không có gì thay đổi đâu. Tôi mong rằng sứ điệp buổi sáng nay giúp đỡ cho ai đó trong quý vị đang nghe lời này, đang gặm nhấm với những nỗi đau của quá khứ. Quý vị đã đến lúc chia tay nó đi. Hãy nói lời tạm biệt nó đi. Tôi sẽ làm lại mới chính cuộc đời của tôi. Chúa của cơ hội sẽ tạo cơ hội mới cho chúng ta. Điểm thứ hai mà chúng ta học được ở trong lời Chúa buổi sáng nay đó là gì? Bây giờ hãy quay hướng và tiếp tục hành trình. Quý vị, ra khỏi núi và tiếp tục hành trình. Xin nói theo tôi, tiếp tục hành trình. Yeah. Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở trong núi. Chúa muốn chúng ta tiếp tục hành trình. Chúa nói với dân sinh là đủ rồi các con, đã đến lúc các con ra khỏi núi và tiếp tục hành trình. Hành trình gì vậy? Chiếm xứ. Mục đích Chúa cứu dân sinh ra khỏi Ai Cập là ở trong đồng vắng phải không ạ? Không. Mục đích Chúa cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập là để đưa vào trong xứ hứa, mà chúng ta thường gọi là xứ đượm sữa và mật. Đó mới là mục đích của Chúa. Nhưng mà dân sinh đã bị mắc kẹt ở trong núi này 40 năm rồi quý vị. Và họ phải nhận mana mỗi ngày. Và tôi tin đây là phép lạ lâu nhất trong Kinh Thánh, đúng không quý vị? Phép lạ của 40 năm. Ngày nào cũng vậy, dân sinh lại lượm mana. Tôi không biết họ làm mấy món mana, nhưng mà 40 năm chắc là 9 món mana. Mana xào, mana kho, mana xào, nướng mana gì đó không biết, để ăn cho khỏi ngán. Bởi vì sao? Ngày nào cũng mana hết. Vì đây là phép lạ Chúa cho họ. Vì trong đồng vắng họ chỉ có mana. Đây là phép lạ của lòng thương xót. Và tôi tin đây là kế hoạch B chứ không phải kế hoạch A. Bởi vì sao vậy? Mục đích của Chúa không phải là ở đồng vắng, tạm trú đồng vắng thôi. Nhưng mà kế hoạch của Chúa là chiếm xứ. Kế hoạch của Chúa là gì? Giết những gã khổng lồ. Kế hoạch của Chúa là gì? Các con sẽ ăn sản vật tốt nhất của xứ, chứ không phải là lượm mana. Cảm ơn Chúa vì sự tiếp trợ, cảm ơn Chúa vì sự cung ứng. Nhưng quý vị ơi, tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta sở hữu những điều lớn hơn nữa. Quý vị amen không ạ? Chúa muốn chúng ta sẽ giàu có hơn nữa, dư dật hơn nữa. Không phải là chỉ là tồn tại, mà là sống động nữa quý vị. Không phải là cho chúng ta, mà để chúng ta cho người khác nữa. Tôi tin đó là mục đích của Chúa. Vậy tôi xin hỏi hội thánh, mục đích Chúa cứu chúng ta là gì?
Mục đích của Chúa cho Israel là vào xứ hứa, là hưởng cơ nghiệp đời đời mà Chúa đã hứa cho tổ phụ họ. Vậy mục đích Chúa cứu tôi và quý vị là gì? Là lên thiên đàng, đúng không ạ? Quý vị trả lời đúng đó, không có gì, không có sai đâu. Nhưng đó không phải chỉ là mục đích duy nhất. Vâng, chúng ta tin Chúa rồi, có ai chết liền không? Vẫn còn sống nữa, đúng không ạ? Như vậy thì mục đích Chúa không phải là chỉ cho chúng ta lên thiên đàng khi chúng ta lìa khỏi đời này. Nhưng mà mục đích Chúa cứu chúng ta là để chúng ta kinh nghiệm thiên đàng trên đất này trước khi chúng ta bước vào trong nước đời đời. Chúng ta phải kinh nghiệm ở đất như ở trời. Có nhiều người đọc cái bài cầu nguyện chung rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà không có kinh nghiệm những ngày trời ở trên đất. Tin Chúa rồi mà vẫn sống những ngày rất là tệ hại. Chúa cứu chúng ta không những cho chúng ta vào trong nước đời đời, nhưng mà khi chúng ta còn sống ở tại đất này, thưa anh chị em, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm những ngày trời ở trên đất. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm rằng Chúa cứu chúng ta và không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Ai đã kinh nghiệm điều này xin giơ tay lên ạ. Xin hãy cùng tôi vỗ tay cảm ơn Chúa vì chúng ta được cứu ra khỏi tội lỗi, không còn làm nô lệ cho tội lỗi, được thoát ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Điều gì nữa? Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài là đấng chữa lành cho chúng ta. Rồi gì nữa quý vị? Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm không những chúng ta được giải cứu ra khỏi tội lỗi, chúng ta được chữa lành bệnh, và chúng ta được cứu ra khỏi sự rủa xả của tổ phụ chúng ta. Không có từ đời này qua đời kia nữa. Chúng ta được phước và trở nên nguồn phước cho người khác. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Chúa, mục đích của Chúa cứu chúng ta là để chúng ta được phước và để trở nên nguồn phước. Và mục đích Chúa cứu chúng ta để làm gì nữa? Để biệt riêng chúng ta trở thành một dân thánh cho Ngài, một dân thờ phụng Chúa, để khi nói đến dân của Chúa thì người ta thấy wow, đây là dân của Chúa. Những công dân của thiên quốc có một sự khác biệt hoàn toàn. Cũng giống như dân sinh ngày hôm nay, chúng ta thấy là mục đích Chúa cứu làm gì? Họ được phước và bây giờ họ trở thành nguồn phước. Rồi gì nữa? Khi nói đến dân Israel là dân tộc thánh của Chúa, cả thế giới đều hướng về dân tộc này. Có một sự nổi bật ở trong dân tộc này về sự khôn ngoan, về sự thông minh hàng đầu mà thế giới rất là ngưỡng mộ. Đó là mục đích của Chúa. Và tôi ước ao rằng chúng ta cũng sẽ sống một đời sống mà khi nghe đến chúng ta là con cái Chúa thì người ta sẽ rằng wow, người tin cậy Chúa hoàn toàn khác với người không tin cậy Chúa. Vì lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị buổi sáng hôm nay, quý vị ơi, hãy sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng. Đó là điều Chúa muốn. Đó là điều Chúa muốn. Đó, chiều hôm qua tôi được nghe một cú điện thoại của một người nói tôi rằng tôi với người đó rất là gần, nên người đó gọi tôi là anh Lâm, có biết không, 9 ngày em phải thở ECMO mà cái sự sống của em với sự chết nó chỉ còn có một gang tay thôi. Em cảm nhận cái sự chết đã đến gần, và trong cái giờ phút sinh tử đó em thấy Chúa hiện ra, và Chúa chỉ để cái lưng thôi, em không nhìn thấy mặt, nhưng mà em đã tương tác với Chúa. Và cái câu chuyện của người đó kể cho tôi và tôi nghe, tôi nói wow, là một sự nhắc nhở rất là nhiều. Con đã sẵn sàng chưa? Người này nói là dạ con sẵn sàng rồi, vậy đi với ta. Thì người này đi đâu Chúa? Con muốn đi đâu? Dạ con muốn lên thiên đàng. Chúa nói chưa. Và người này dẫn em đi và cho em thấy lại cái cuộc đời của em. Và người này hỏi em rằng người ta gọi ta là ai? Dạ anh này rất là giỏi kinh thánh, anh nói rằng người ta gọi Chúa, Phi-rơ gọi Chúa là con Đức Chúa Trời hàng sống. Vậy thì con gọi ta là ai? Thì người này nói con gọi Ngài là cha. Vậy thì con muốn ta gọi con là ai? Người này nói wow, lần đầu tiên em được nghe cái câu này lắm. Mình gọi Chúa, cha, vua đời đời, nhưng mà có bao giờ mình nghĩ rằng Chúa sẽ gọi mình là ai không? Khi vào trong nước của Ngài, Chúa sẽ gọi tôi và quý vị là ai? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm. Hay là Chúa sẽ nói rằng hỡi đệ tớ biến nhát, ta chẳng biết ngươi bao giờ. Và Chúa nhắc nhở người này, bao nhiêu ta lân ta dành cho con đã làm chưa? Con đã làm hết những gì ta đã cho con chưa? Và khi người này nghe câu hỏi này nói, và cuối cùng cho hỏi, bây giờ con có muốn lên thiên đàng nữa không? Người này nói dạ chưa.
Vậy thì trở về đi, hãy làm tốt những gì ta đã ban cho con. Quý vị, hãy làm tốt những gì Chúa đã trao cho chúng ta. Hãy sống đúng với mục đích mà Chúa tạo dựng nên chúng ta. Để Ngài gặp Chúa, chúng ta không hồi hộp, Ngài sẽ gọi chúng ta là ai. Tôi thật sự đã trải qua một thời gian hết sức là khó khăn ở trong cuộc đời của mình, khi chỉ trong vòng 2 tuần lễ tôi phải vào bệnh viện Chợ Rẫy để đưa hai người thân của tôi từ bệnh viện Chợ Rẫy để trở về để làm an táng và hỏa táng. Một người là anh họ của tôi, một người là chị vợ của tôi. Chỉ trong vòng 2 tuần, thật là khó khăn để tôi có thể vượt qua. Tôi cảm thấy dường như là không biết Chúa ở đâu, tại sao điều này xảy ra. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh chị em đã cầu nguyện và khích lệ tôi, và tôi có thể trỗi dậy, nhận lấy sức mới từ nơi Chúa. Và trong hai cái đám tang liên tiếp như vậy xảy ra thì tôi học được rất là nhiều điều. Một trong những điều mà tôi học đó là gì? Đời người ngắn ngủi lắm quý vị, ngắn ngủi lắm. Chúng ta không biết ngày nào mình sẽ đi hết đó. Không biết ngày nào mình sẽ gặp Chúa hết đó. Và chúng ta sẽ sống như thế nào để khi chúng ta nhắm mắt, để khi chúng ta lìa đời, để khi Ngài gọi chúng ta lên, thì ngày đó sẽ là ngày mà chúng ta sẽ được Ngài gọi là đầy tớ ngay lành trung tín. Được lắm, hãy đến nhận phần thưởng của Chúa người. Tôi học được một điều đó là gì? Chúng ta hãy sống làm sao để không bị hối tiếc khi chúng ta qua đời. Tôi học được một điều đó là chúng ta phải sống làm sao để khi mà chúng ta nhắm mắt, tôi đã sống tốt nhất những ngày ở trên đất này. Chúa, con đã làm sống đúng với mục đích Chúa đã tạo dựng nên con. Chúa ơi, con đã trở thành nguồn phước cho nhiều cuộc đời. Con rất là vui hưởng được những ngày mà sống ở trên đất này, bởi vì con không sống cho con mà sống cho nhiều người nữa. Thưa quý anh chị em thân mến, hãy sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng. Mỗi người chúng ta là tạo vật duy nhất và độc nhất mà Chúa tạo nên. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Không ai giống chúng ta và chúng ta cũng trông giống ai đâu. Chúa tạo nên chúng ta một cách đặc biệt, lạ lùng, chỉ có chúng ta thôi. Bằng chứng là những dấu vân tay của chúng ta không ai giống ai hết. Có nghĩa là chúng ta là tạo vật độc nhất và đặc biệt nhất mà Chúa tạo nên. Cho nên đừng là bản sao của người khác. Các bạn trẻ hãy nghe tôi nói, đừng là bản sao của người khác. Đừng bắt chước người khác. Hãy sống là chính mình với sự tạo dựng của Chúa tạo nên. Đừng bắt chước người khác, dù họ có hay thế nào đi nữa thì cũng đừng bắt chước họ. Hãy là chính mình với sự tạo dựng của Chúa. Hãy sống tốt nhất với điều mà Chúa tạo nên chúng ta. Sống với niềm đam mê, với mơ ước và với ta lân mà Chúa cho chúng ta. Tôi đã từng thấy có những người sống ảo quý vị. Mình không có điều đó, tại sao phải sống như vậy? Hay là chính mình? Amen. Đừng sống ảo quý vị. Có nhiều người cố gắng tạo ra một cái gì đó nó hào nhoáng, nhưng mà thật sự không có. Đó không phải là cách sống tốt nhất đâu. Chúng ta được đánh giá không phải là bởi cái do xuất thân của chúng ta. Cái giá trị của chúng ta không được định nghĩa do xuất thân của chúng ta. Cái giá trị của chúng ta nó không phải được định nghĩa do cái việc làm của chúng ta. Dầu là một người nhân công quét rác, chỉ là một công nhân thôi, giá trị của chúng ta vẫn có ở đó. Và cái giá trị chúng ta cũng không định nghĩa do cái trình độ của chúng ta. Và giá trị của chúng ta cũng không định nghĩa do sự giàu sang của chúng ta. Bởi vì có nhiều người mặc đồ hiệu nhưng mà họ đánh mất giá trị của mình. Vậy thì giá trị của chúng ta được định nghĩa ở đâu? Trong việc mà bạn sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng. Quý vị amen với tôi không ạ? Cho nên đừng làm theo đời này là cứ sống ảo, sống hào nhoáng, nhưng mà thật chất chúng ta không có. Hãy là chính mình với điều Chúa tạo dựng. Và hãy sống hết mình với ta lân mà Chúa cho. Mỗi người ít nhất có một ta lân quý vị. Chúa sẽ không đòi quý vị hai ta lân đâu. Chúa sẽ không đòi quý vị năm ta lân đâu. Khi mà Chúa cho chúng ta chỉ có một ta lân. Tôi hạnh phúc lắm khi mà tôi sống là chính mình với ta lân mà Chúa tạo nên. Tôi biết được kêu, tôi biết mình được kêu gọi để trở thành mục sư, trở thành một người giảng đạo, và tôi sống hết mình với điều này. Mặc dù tôi mệt, mặc dù tôi bệnh, nhưng mà tôi cảm thấy vui khi tôi đứng ở trên tòa giảng để được giảng những sứ điệp này cho quý vị. Và quý vị ơi, mỗi người chúng ta được tạo dựng
theo hình ảnh của Chúa. Và có ta lân mà Chúa tạo nên, và chúng ta đã sống đúng với ta lân đó chưa? Chúng ta đã phát huy hết điểm mạnh của mình chưa? Cứ nhìn vào điểm yếu, cứ ngồi đó than thân trách phận, thì bao giờ chúng ta sẽ tiến lên được? Tôi mong rằng sứ điệp này sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị. Hãy sống đúng với mục đích Chúa đã tạo nên. Tôi có một tin vui mà muốn nói quý vị sáng hôm nay. Chúng tôi không giải thích được vì sao Chúa đem chị của chúng tôi đi. Rất là bất ngờ. Tại sao là như vậy? Khi chúng ta không giải thích được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chỉ trong một tuần lễ sau chúng tôi nhận một tin vui khá bất ngờ. Vì cái người chị còn lại trong gia đình là người không tin Chúa và không thích về đạo Chúa. Cảm ơn Chúa. Cuối cùng thì chị đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu. Hãy cùng tôi vỗ tay ngợi khen Chúa. Tôi rất rất thích cái câu mà cô mục sư Phạm Ngọc Thu gửi cho tôi khi nghe tin này. Chúa không lấy điều gì nơi chúng ta mà sau đó không ban điều tốt hơn cho chúng ta. Quý vị, có lúc Chúa lấy một cái gì đó khỏi chúng ta và chúng ta cứ cố gắng giữ cái đó, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng Chúa lấy cái điều xấu này để Chúa ban điều tốt hơn cho chúng ta. Cho nên sáng nay tôi muốn nghe, tôi muốn dùng lời này để nhắc nhở cho ai đó trong quý vị đang nghe sứ điệp này. Đời người ngắn ngủi lắm. Quý vị, nếu hãy tiếp nhận Chúa, hãy mau tiếp nhận Chúa hôm nay. Đừng chờ đến ngày mai. Đừng chờ đến ngày mai, bởi vì chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Mỗi người chúng ta rồi sẽ đối diện trước tòa án của Chúa. Đây là cơ hội tốt nhất để quý vị mời Chúa vào trong cuộc đời mình, để chúng ta được cứu ở trong ngày cuối cùng của Chúa. Không có gì mất mát đâu quý vị. Không có gì mất mát đâu, chúng ta chỉ có thêm chứ không mất đâu. Ở trong đời này, luôn cả trong đời sau. Tôi rất là thích những cái sứ điệp trong lễ tang lễ. Đúng là đến nhà tang chế tốt hơn là đến nhà yến tiệc. Được nhắc nhở về cái sự cuối cùng của cuộc đời. Không phải là sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Rồi qua đời sẽ đi về đâu? Câu hỏi mà không ai trả lời được. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời trả lời cho chúng ta. Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa, qua đời chúng ta ở trong nước đời đời của Ngài. Còn nếu không tiếp nhận Chúa, qua đời, ôi thật kinh khủng biết bao. Muôn thu rùng rợn biết bao. Bởi vì chúng ta không biết mình đi đâu hết. Nên xin lời Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị, hãy khá sửa soạn, hãy sống đúng với mục đích của Chúa cho chính cuộc đời của mình. Và điểm cuối cùng đó là gì? Ở trong câu thứ 8, kìa ta phó xứ này cho các người, hãy vào chiếm hữu xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề bạn. Quý vị, Chúa bảo họ ra khỏi núi, hãy tiến vào trong xứ hứa và chiếm hữu xứ mà Chúa cho. Một bản dịch khác thì nói rằng hãy chiếm lấy xứ mà ta đã ban cho. Tôi thích cái từ là hãy chinh phục xứ mà Chúa đã ban cho. Chúa hứa ban cho, nhưng mà chúng ta phải chinh phục. Hãy nói theo tôi là hãy chinh phục nó. Có nghĩa là hãy đặt những mục tiêu lớn hơn nữa cho cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta là những người chinh phục, chứ không phải là người chờ đợi một cái gì đó từ trời rơi xuống. Các bạn trẻ, ông anh chị em thân mến, Chúa muốn chúng ta chiếm lấy những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta chinh phục những ngọn núi cao, chinh phục những thành phố lớn, chinh phục và giết được những gã khổng lồ. Đó là điều Chúa muốn ở nơi tôi và quý vị. Có rất là nhiều người leo núi, nhưng mà có bao nhiêu người chinh phục được đỉnh núi? Đó là sự khác biệt, đúng không quý vị? Đỉnh núi Everest là một trong đỉnh núi thách thức cho rất là nhiều người. Nó cao gần hơn 9.000 mét. Và khi ai bước lên cái đỉnh núi đó, wow, một chiến thắng, một kỳ tích, một điều đáng để ăn mừng, bởi vì mình đã chinh phục được đỉnh núi cao nhất của thế giới. Các bạn trẻ ơi, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta sẽ chinh phục điều gì cho năm 2022 này? Mục tiêu của chúng ta trong 2022 này là gì? Những gã khổng lồ nào chúng ta sẽ chinh phục? Những ngọn núi nào chúng ta sẽ chinh phục? Hãy nhớ, chinh phục gã khổng lồ chứ không phải chinh phục những người tí hon. Hãy nhớ, chinh phục điều khó mới là chinh phục. 2022, mục tiêu của chúng ta là gì? Sẽ không có gì thú vị cả nếu chúng ta sống mà không có mục tiêu. Sẽ không có gì để ăn mừng khi mà chúng ta sống mà không có mục tiêu. Khi còn một lãnh đạo trẻ, tôi rất là ngại làm việc lớn. Tôi rất ngại làm việc khó. Dễ mình làm. Quý vị, dễ thì ai cũng làm được hết á. Đúng không ạ? Chuyện nhỏ ai cũng làm được hết á. Nhưng mà chuyện lớn à, mới là quan trọng. Và nhiều năm theo Chúa, lớn lên trong chức vụ, tôi thấy Chúa ở bên mình. Tôi thấy được sự sức dầu của Chúa trên mình.
Tôi thấy được sự đồng công của Chúa trên mình, tôi thấy tay của Chúa ở trên mình, và tôi đã tự thách thức bản thân của mình phải chinh phục ngọn núi, phải chinh phục và phải giết được gã khổng lồ. Không phải là cho tôi mà là cho thế hệ mai sau. Tôi được nhắc nhở, ai đuổi được cả đội quân của dân Israel khi mà nó thách thức dân Israel 40 ngày, quý vị, nếu không có một người chặt đầu gã khổng lồ thì ai sẽ tiến tới? David chặt đầu gã khổng lồ và cả đội quân dân Israel đã tiến tới. Phải có người chặt đầu gã khổng lồ. Quý vị amen không ạ? Cả đội quân không ai dám bước tới hết, nhưng mà khi David cầm dao chặt đầu gã khổng lồ thì ấy là lúc mà cả đội quân đã tiến lên. Tôi mong điều này nhắc nhở cho tất cả mỗi người trong chúng ta, mục tiêu của chúng ta những ngày sắp tới là gì. Có một người nhắn tin cho tôi nói, thầy ơi, mục tiêu của con là chinh phục Cò Vấp, chinh phục Củ Chi, chinh phục Hóc Môn và mở hội thánh tại đó. Tôi rất là vui vì cái mục tiêu của người bạn trẻ này. Mục tiêu hội thánh của chúng ta 2022 là 12 tổ tế bào. Wow, nghe rung không ạ? Nhưng mà nó sẽ là điều làm cho chúng tôi tiến tới. Mục tiêu của giáo hội là mở 10 hội thánh mới trong năm nay. Mục tiêu của trường thánh là sẽ mở ra một lớp cử nhân thần học. Còn mục tiêu của quý vị là gì? Có lẽ quý vị sẽ nói, mục sư ơi, tôi đưa mục tiêu mà tôi không thành. Tôi xin thưa quý vị, mục tiêu giúp cho chúng ta tiến lên phía trước. Hãy đặt mục tiêu để chúng ta không đứng lại một chỗ. Hãy tiến lên phía trước. Mục tiêu sẽ dẫn bạn lên phía trước. Mục tiêu không cho phép bạn cứ mãi ở trong vùng an toàn. Và mục tiêu sẽ khiến cho chúng ta luôn chuyển động. Mục tiêu sẽ khiến cho bạn luôn phấn đấu, không chấp nhận điều chúng ta đã có. Và mục tiêu sẽ cho chúng ta hướng đi và tin rằng mình sẽ chiến thắng. Dù là mục tiêu lớn hay mục tiêu nhỏ, mỗi người chúng ta phải có mục tiêu. Tôi muốn nghe chữ amen của cả hội thánh nào. Và tôi muốn ước ao rằng quý vị khi ra khỏi nơi này, hãy viết xuống mục tiêu của chúng ta 2022 là gì. Đối với tôi là gã khổng lồ, nhưng mà đối với quý vị là chuyện khác. Mỗi người chúng ta nên có mục tiêu cho chính cuộc đời của mình. Trong năm 2022 hay là cho 5 năm tới, chúng ta cần có mục tiêu. Quý vị, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, của Jacob cũng là Đức Chúa Trời của tôi và quý vị. Chúa muốn chúng ta chinh phục những mục tiêu đó. Chúa muốn chúng ta chiếm được xứ. Chúa muốn chúng ta làm được những việc lớn cho Chúa, chứ không phải là việc nhỏ nữa. Đừng suy nghĩ vào việc nhỏ nữa. Nếu bạn cứ nghĩ bạn nhỏ thì bạn sẽ không bao giờ lớn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn nghèo sẽ không bao giờ bạn giàu được. Nếu bạn nghĩ là bạn không làm được, cuộc đời bạn sẽ không làm gì hết. Hãy đặt ra những mục tiêu, rồi để ăn mừng với những mục tiêu mà Chúa cho. Hồi tháng chúng ta đã cán mức mục tiêu của 500, nhưng mà chúng ta không dừng lại ở 500. Mục tiêu của chúng ta là 1,000. Amen. Mục tiêu của chúng ta là 100 tổ tế bào, là 30 khu vực và 6 mục sư sẽ được dấy lên trong hội thánh này. Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó cho chúng ta. Amen. Tôi ước ao rằng lời của Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay. Đừng ra khỏi nơi này mà chúng ta chưa có mục tiêu gì cả. 2022 còn ở phía trước của chúng ta, 11 tháng còn ở phía trước chúng ta. Nếu chúng ta có mục tiêu, chúng ta sẽ đi tới. Tôi rất thích câu chuyện của Alison Đại Đế, một trong những người lãnh đạo rất là tài hoa, một nhà, có thể nói là một nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng. Alison Đại Đế đã lên ngôi lúc 25 tuổi, và vó ngựa của ông đã chinh phục khắp các nơi. Ông đã chinh phục được Hy Lạp, Ai Cập và luôn cả châu Á. 25 tuổi, Alison Đại Đế đã trở nên hoàng đế. Nhưng mà tiếc thay, ông đã chết năm 33 tuổi, tuổi còn quá trẻ. Và lịch sử ghi lại rằng người ta không biết tại sao ông chết. Có người đồn đoán rằng ông bị bỏ thuốc độc. Và đúng như vậy, sau 12 ngày của tiệc tùng thì ông đã qua đời. Nhưng có một sử gia đã viết, và tôi đồng ý với cách của ông nói, Alison Đại Đế chết không phải vì thuốc độc, nhưng mà ông đã chết vì cớ không còn mục tiêu để chinh phục. Thật sự ông đã chiếm hết tất cả những vùng đất và lãnh địa rất lớn của cả thế giới thời bấy giờ. Và ông đã trở về với những tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, với những buổi ăn chơi cắt đắng. Và cuối cùng thì ông đã qua đời vì không còn mục tiêu. Tôi ước mong rằng chúng ta sẽ không bắt chước tấm gương của Alison Đại Đế. Nếu chúng ta muốn sống và muốn kết quả cho Chúa thì ngay bây giờ hãy đặt cho mình những mục tiêu lớn hơn, lớn hơn nữa để chúng ta chinh phục. Hãy ra khỏi núi quý vị. Đủ rồi, thời gian ở trong núi. Và đến lúc chúng ta hãy xác định lại mục đích của cuộc đời chúng ta. Chúa tạo nên chúng ta với mục đích gì? Và hãy đặt ra những mục tiêu cao hơn để chinh phục nó trong năm 2022 này.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị và chúc quý vị thành công trong 2022 này. Amen. Ai trong chúng ta đã sẵn sàng để ra khỏi nỗi xin giơ tay lên nào? Tôi mời quý vị tất cả đứng lên. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ ra khỏi núi. Con sẽ không sống trong những quá khứ buồn thảm nữa. Con sẽ không sống ở trong những cái suy nghĩ thất bại nữa. Con sẽ không sống trong suy nghĩ tầm thường nữa, mà con sẽ suy nghĩ lớn. Con sẽ suy nghĩ lớn. Con sẽ có suy nghĩ lớn để làm việc lớn. Chúa, xin giúp con sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng. Và hãy nói với Chúa những mục tiêu của chúng ta trong năm 2022 này là gì. Hãy xác định đó là điều chúng ta đeo đuổi. Hãy xác định đó là điều mà chúng ta mong ước. Và trình dâng cho Chúa và nói với Chúa rằng: đây là mục tiêu của con. Nguyện Chúa làm thành cho con. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Lời mà Chúa nói với tôi, nói cho bằng mặc áo đen đó: con sanh ra không phải dành cho sự thất bại. Con sanh ra không phải dành cho sự thất bại. Chúa tạo nên con để trở thành người chiến thắng. Hãy loại bỏ khỏi tư tưởng mình sự thất bại. Dù con có thất bại nhưng con sanh ra không phải dành cho sự thất bại. Hãy ra khỏi núi đó. Hãy ra khỏi nơi mà con suy nghĩ rằng con không làm được gì. Đây là lời mà tôi được nhắc nhở để nói với bạn. Hãy bước ra khỏi núi đó. Hãy làm lại. Chúa vẫn còn cơ hội cho con. Hallelujah. Hãy tiếp tục đến với Chúa quý vị. Và tôi tin rằng Chúa đang ở đây và Chúa muốn phán với mỗi người trong chúng ta. Ngài muốn chúng ta đứng dậy. Ngài muốn chúng ta ra khỏi núi. Đừng chần chờ nữa, đừng do dự nữa, bước ra khỏi núi. Hãy chiếm xứ, hãy đến nơi mà Chúa muốn chúng ta đến. Hãy chinh phục những gã khổng lồ. Thưa Cha, con cảm ơn Ngài vì con tin rằng sứ điệp buổi sáng nay Ngài dành cho tất cả mọi chúng con. Xin giúp cho mỗi chúng con phải lấy nghe làm chủ. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi chúng con sẽ thương vong với Ngài rằng chúng con sẽ ra khỏi núi. Con sẽ không ở trong những quá khứ đau buồn nữa. Con sẽ không ở trong những suy nghĩ tầm thường nữa, thất bại nữa. Và chúng con sẽ bước đi với suy nghĩ tin rằng con làm được mô sơ nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Xin Chúa phù giúp anh chị em con. Và xin cho chúng con khám phá được mục đích của Chúa tạo dựng. Để rồi chúng con sẽ dám tự tin đặt những mục tiêu lớn hơn cho cuộc đời của mình. Để chinh phục những mục tiêu lớn hơn, những sứ mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Còn dâng tất cả anh em con ở trong tay của Ngài. Vì Chúa phù giúp ban phước cho anh em con. Để chúng con sẽ đi với Chúa và kinh nghiệm từ phước hạnh này đến phước hạnh khác. Con sẽ kinh nghiệm phép lạ này đến phép lạ khác. Và những chiến thắng này đến chiến thắng khác cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.